Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị khán giả và gia đình. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện mở đầu hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị một tỷ phú ẩn danh đã từng giúp nhiều cơ quan xã hội trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Số là vào những đầu năm 90 của thế kỷ trước, trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ đã liên tục nhận được những khoản tài trợ hàng chục triệu Mỹ Kim từ một tổ chức đề nghị giấu tên. Cùng thời điểm đó, một nhân vật ẩn danh cũng đã chi ra rất nhiều tiền cho hàng loạt cơ sở y tế, giáo dục đang gặp khó khăn tại Hoa Kỳ và tại Ireland. Danh tính vị mạnh thường quân này trở nên mối quan tâm của các hãng truyền thông. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng phải chăng đây là dấu hiệu của tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia chăng? Thế rồi một vụ tranh chấp tài chính xảy ra vào năm 1997 đã vô tình để lộ thông tin cho người ta biết người bí ẩn kia là ai. Đó chính là ông Chuck Fenney, một doanh gia gốc Ireland, người được xếp vào thứ 31 của Hoa Kỳ. Từ năm 1982, vị tỷ phú này đã chuyển gần như toàn bộ tài sản của mình vào quỹ từ thiện Atlantis và bắt đầu hành trình cho đi hoàn toàn ẩn danh. Trong suốt hơn 30 năm tồn tại, quỹ Atlantis của ông đã tài trợ hàng tỷ Mỹ Kim ở nhiều quốc gia, trong đó có 1 tỷ Mỹ Kim dành tặng cho trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Ngoài ra, truyền thông cũng đưa tin rằng vào khoảng năm 1997, tỷ phú Chuck Fenney cũng gặp được một mẩu tin rằng tổ chức từ thiện Đông Tây Hội Ngộ đã giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam hiện đã cạn tiền. Cho nên, ông đã trực tiếp đến gặp những người đứng đầu tổ chức này và đề nghị tài trợ 100.000 Mỹ Kim cho dự án nước sạch. Số tiền này đã mở đầu cho hàng trăm triệu Mỹ Kim sau đó được tài trợ cho Việt Nam. Hào phóng đến như vậy, nhưng tỷ phú Chuck Fenney có lối sống rất là giản dị. Triết lý sống của ông ấy là sống đủ dùng. Ông thường nói rằng người giàu hay người nghèo cũng chỉ mặc được một chiếc áo và một chiếc quần mà thôi. Thật vậy, sống không thỏa lòng là một trong những nan đề lớn nhất của mọi người trong mọi thời đại. Nhưng làm sao để được thỏa lòng? Thánh Kinh chép rằng chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Vì sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. Và trong đêm khuya có vì sao xa, Ngài luôn nâng bước chân con đi bên Ngài, và Ngài hằng luôn luôn ở cùng, Chúa luôn luôn ở bên. Ngài đưa con qua ngàn gian khó, Chúa nhân từ, Chúa luôn nhận từ, Chúa luôn luôn cạnh bên. Dù đêm dù ngày, lòng con luôn biết Chúa nhận từ, Chúa luôn luôn thứ tha. Và khi con nguyện cầu, Chúa luôn luôn lắng nghe.
con đi vượt bao khó nguy, ngày đêm nâng bước chân con. Rồi khi gian nan, rồi khi gian nan, lòng con bất nan, con bất nan, ngài luôn nâng đỡ khuyên giáo. Và trong đêm khuya, và trong đêm khuya, có vì sao xa, có vì sao xa, ngài luôn nâng bước chân con đi bên nhà, và ngài hằng luôn luôn nâng cùng Chúa. Chúa luôn luôn đã về, ngài đưa con qua ngài gian gian qua. Chúa nhân từ, Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn luôn cạnh bên, dù đêm dù ngày lòng con luôn biết Chúa nhân từ. Chúa luôn luôn thứ tha, và khi con nguyện cầu Chúa luôn luôn lắng nghe. Chúa nhân từ, Chúa nhân từ, Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn luôn cạnh bên, dù đêm dù lòng con luôn biết Chúa nhân từ. Chúa luôn luôn thứ tha, và khi con nguyện cầu Chúa luôn luôn lắng nghe. Vừa rồi là ca khúc Chúa Nhân Từ, sáng tác và trình bày qua tiếng hát của Nhất Trung. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu Chuyện Gia Đình. Một câu chuyện gia đình xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị đón nghe đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, tài liệu của Minh Nguyên, chương trình phát thanh Tin Lành tại California, Hoa Kỳ. Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 19. Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thư chuyện cùng quý vị qua tiết mục Câu Chuyện Gia Đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Một trong những nguyên tắc đó là dành thời giờ trò chuyện để vợ chồng hiểu nhau, tâm đầu ý hiệp với nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày khoảng 20 khác biệt giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ và cách sử dụng lời nói. Chúng ta cần biết những điều này để khi vợ chồng trao đổi, trò chuyện, chúng ta sẽ thông cảm và hiểu nhau hơn. Một điều khác chúng ta có thể làm để mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp là hãy bày tỏ cho người phụ nữ biết là chúng ta yêu thương và trân quý người đó. Người đó có một vị trí rất đặc biệt trong lòng chúng ta. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài yêu chúng ta. Vì yêu con người, Chúa ban phước và làm nhiều điều cho con người, cho cả những người tội lỗi, không đáng được yêu. Nhất là vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã ban người con yêu dấu của Ngài đến trần gian, hy sinh chịu chết vì tội của chúng ta, để ai tin nhận Ngài sẽ được cứu rỗi. Để vâng lời Chúa và yêu như Chúa đã yêu, chúng ta cũng phải thường xuyên bày tỏ cho vợ, chồng biết mình yêu người đó rất nhiều. Hãy xem việc nói với nhau như lời yêu thương. Bày tỏ tình yêu đối với nhau là điều quan trọng. Đừng để người phối ngẫu phải đoán, phải suy nghĩ, hay khi buồn bã cô đơn,
phải tự nhủ rằng mình được chồng hay vợ yêu thương. Khi một người biết chắc rằng chồng hay vợ mình yêu thương mình, người đó sẽ không ngại nói lên những suy nghĩ, lo lắng, ước mơ hay toan tính trong lòng. Và nhờ đó mối quan hệ cũng như sự đối thoại giữa hai người sẽ tốt đẹp. Lúc đó, vợ chồng không phải là hai nữa, mà thật sự là một trong mọi phương diện. Không những nói lời yêu thương, vợ chồng cũng cần nói với nhau những lời khen ngợi để khích lệ nhau. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi rằng chồng của người nữ tài đức khen vợ ông hết lời. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta bắt chước. Kinh Thánh ghi: con cái nàng trồi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trồi dậy và khen ngợi nàng rằng: có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trội hơn hết thảy. Châm Ngôn chương 31, câu 28 tới câu 29. Người chồng này quý vợ, ghi nhận công khó của vợ, và ông không giữ điều đó trong lòng, nhưng nói rõ cho vợ biết rằng ông rất trân quý nàng. Câu nói của người chồng mà Kinh Thánh ghi lại hàm ý rằng dù có nhiều người vợ khác cũng giỏi, nhưng dưới mắt ông và đối với ông, vợ ông là giỏi nhất. Khi chúng ta làm việc cực nhọc, cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm với gia đình mà không ai biết đến công khó của mình, kể cả người vợ, người chồng của chúng ta cũng không bao giờ có một lời khen hay lời cảm ơn. Chúng ta sẽ dễ nản lòng, tủi thân và không muốn cố gắng nữa. Trái lại, khi công khó của chúng ta được ghi nhận và chúng ta được người thân yêu nói lời khen tặng, khích lệ, chúng ta sẽ quên hết cực nhọc vất vả. Không những thế, chúng ta sẽ thấy vui, khỏe và càng muốn làm nhiều hơn nữa cho người mình yêu thương. Vì lý do đó, chúng ta đừng hà tiện lời khen và lời khích lệ nhau. Tuy nhiên, lời khen phải thành thật. Sứ đồ Phao-lô khuyên, tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Rôma chương 12, câu 9. Và lời khen cũng phải nói đúng lúc, đúng chỗ. Kinh Thánh dạy, lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Châm Ngôn chương 25 câu 11 hàm ý rằng lời nói đúng chỗ, đúng lúc có giá trị rất lớn. Có những ông chồng không bao giờ khen vợ, nhưng khi đi ra ngoài lại hay khen vợ của người khác. Các bà cũng vậy, không bao giờ chi ân chồng hay khen chồng, nhưng cứ khen chồng của người khác. Đây là điều chúng ta cần tránh, vì nó khiến người thân của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta cũng không nên nói lời khen giả dối để được một lợi lộc nào đó, giống như dùng lời khen để hối lộ, khiến người nghe vui và chiều theo ý của chúng ta. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cách sử dụng lời nói. Chúng ta cần đọc, học lời Chúa để biết mình nên nói năng như thế nào với người chung quanh, nhất là với những người ta yêu thương nhất. Những nguyên tắc căn bản chúng ta cần áp dụng trong đối thoại là: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận. Gia Cơ chương 1 câu 19. Chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương và chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy để đối thoại giữa vợ chồng chúng ta luôn luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 19 phần 1.
xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 19 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Tuyết Oanh vừa kính gửi đến quý vị tài liệu xây dựng gia đình với đề tài xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California. Sau đây kính mời quý thính giả đón nghe tiết mục câu chuyện phúc âm. Trong tiết mục câu chuyện phúc âm tuần này, kính mời quý vị đón nghe đề tài thử thách qua sự trình bày lời Chúa của mục sư Vũ Ngọc Văn tại Đức Quốc. Kính chào toàn thể hội thánh. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn đưa chúng ta vào lẽ thật, giúp đỡ và thêm sức để chúng ta nghe và có thể cẩn thận sống theo lời Chúa để đường lối của mình được phước hạnh. Đề tài hôm nay tôi giảng đó là thử thách và cám dỗ là tốt lành. Với phần đoạn Kinh Thánh ở trong Gia Cơ, đoạn 1 câu 2 tới câu 4 và 12 tới 15. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Trong bản kinh Hy Lạp thì chữ cám dỗ perasmos có nghĩa là thử thách, thử nghiệm và được dùng trong phúc âm Matthew. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Sách Tin Lành Luca thì nói với nghĩa thử thách: hột giống rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng nhận lấy, nhưng không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. Chúa Giêsu nói: các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách của ta. Chứ thử thách ở trong câu 12 này tiếng Hy Lạp là dokimos, có nghĩa là thử nghiệm và được chấp thuận, hài lòng. Mục sư trẻ Timôthê được khuyên hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Với những ý nghĩa này, người chịu đựng được thử thách, thử nghiệm thì mới lãnh được mão miện của sự sống mà Chúa hứa cho những kẻ yêu mến Ngài. Thử thách và cám dỗ khác nhau thế nào? Vợ chồng sống xa cách nhau, thử thách lòng chung thủy. Xa vợ mà cứ đi phòng trà gần cám dỗ thì dễ phạm tội ngoại tình. Satan chống phá, thế gian cũng đối địch, khiến đời sống tín hữu luôn có những thử thách, cám dỗ và tranh chiến. Phi-e-rơ chia sẻ kinh nghiệm: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, cho lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Chúa Giêsu phán: các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Hoạn nạn chữ Hy Lạp là thlipsis, có nghĩa là bị bắt bớ hay khốn khổ vì áp lực trong lòng. Chứ được dùng trong Matthew đoạn 13 câu 21, nói đến kẻ nghe đạo thì vui mừng nhận lấy, đến khi vì đạo mà gặp hoạn nạn bắt bớ thì liền vấp ngã. Chúa Giêsu báo trước người ta sẽ bắt bớ và khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Sư đồ Phaolô và Ba-na-ba báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn thì mới được vào nước Đức Chúa Trời. Cám dỗ là lôi cuốn, dụ dỗ, làm điều sai trái, trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời để rồi xa cách Ngài. Hay đơn giản là thực hiện những điều tốt lành theo phương pháp của ma quỷ. Nhu cầu của cuộc sống, tiền tài, danh vọng, chức vụ là những cám dỗ cũng làm cho tín nhân chao đảo và mất bình an. Những nhu cầu và ước muốn trong cuộc sống thật là cần thiết vì giúp giải quyết các nhu cầu. Nếu không cảm thấy đói khát, người ta sẽ chẳng ăn uống và sức khỏe lâm nguy. Nếu không mệt mỏi, người ta cũng chẳng nghỉ ngơi
để rồi kiệt quệ. Nếu không có tình dục, loài người cũng không thể phát triển và tồn tại. Nhưng phải kính trọng sự hôn nhân, chớ làm ô uế chốn khuê phòng. Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Nếu thỏa mãn các mong muốn trong tinh thần nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Con người sau khi phạm tội thường tìm cách đổ thừa cho người khác và đổ thừa ngay cả cho Chúa. Khi Chúa hỏi Adam về tội ông đã phạm, ông trả lời, người nữ mà Chúa để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Ý ông nói là lỗi tại Chúa. Thư Gia Cơ giải thích vấn đề, chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Quyến dụ chữ Hy Lạp là deleazo, nghĩa là dụ dỗ bằng mồi nhử. Thợ săn và người câu cá phải dùng mồi nhử, vì không con thú nào nhảy vào cái bẫy không có mồi, và cũng không có con cá nào cắn lưỡi câu trần. Tư dục nhử mồi, từ chỗ cảm xúc ham muốn và lý trí bị lừa gạt, thành ra tán đồng, rồi ý chí đưa người ta tiến đến hành động, và kết quả là gây ra tội lỗi. Thử thách đức tin sinh ra vui mừng và nhịn nhục. Đức Chúa Trời là Cha trên trời của chúng ta sẽ hài lòng khi con cái Chúa tin cậy Ngài. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng không có đức tin thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta tin cậy Ngài, và đức tin giúp thắng hơn cám dỗ và thử thách sẽ mang lại nhiều phước hạnh. Chúng ta có thể vâng lời Chúa làm điều đúng nhưng vẫn không đẹp lòng Đức Chúa Trời vì không làm điều đó trong đức tin. Vì vậy, điều quan trọng là học cách sống theo đức tin. Kinh Thánh cho biết trong Roma đoạn 14 câu 23, bất cứ điều gì không làm bởi đức tin đều là tội lỗi. Đức tin đã khiến mọi sự xảy ra. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Trong Má đoạn 10 câu 52, Chúa Giêsu phán, đi đi, đức tin của con đã chữa lành con. Đức tin làm cho chúng ta trưởng thành và trọn vẹn trong Đấng Christ cho đến ngày Ngài tái lâm. Đức tin đó giữ vững những lời dạy của Ngài bất kể điều gì xảy ra và sẽ tồn tại cho đến cuối cùng. Gia Cơ kêu gọi, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề như là điều vui mừng trọn vẹn. Lưu ý rằng Gia Cơ không khuyên cám ơn Chúa vì các nan đề. Đức Chúa Trời không mong đợi ta cám ơn Ngài vì những điều tồi tệ trong cuộc sống. Không ai cảm tạ vì tai họa xảy ra hay là bệnh hoạn hết thuốc chữa. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, nếu học được cách sống bằng đức tin, thì chúng ta có thể vui mừng bởi vì biết rằng Chúa ở cùng mình. Và Ngài lớn hơn nỗi đau và sự chết. Ngài cầm quyền trên những vấn đề khó khăn mà chúng ta đang trải qua bây giờ, và Ngài sẽ ban sức chịu đựng và giúp chúng ta vượt qua nó. Thử thách xảy ra có khi gây buồn bã, nhưng Phi-e-rơ khuyên, hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu hiện ra. Phao-lô khuyên tín hữu tại thành Philip hãy vui mừng, dù chính lúc ấy ông đang bị tù, bị gông cùm và đánh đập. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi,
sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thử thách và hoạn nạn cũng đã không ngăn được Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong tù. Chúa cho phép thử thách cám dỗ xảy ra, làm cho chúng ta trưởng thành, tin cậy và học biết vâng lời Chúa hơn. Đây là ý định tốt lành khi thử thách. Thử thách giúp ích cho người tin Chúa, Phao-lô nói. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Phao-lô nói cùng ý với Gia-cơ, chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, và sự rèn tập sinh sự trông cậy. Nhịn nhục không phải là chấp nhận hoàn cảnh một cách tiêu cực, mà là lòng can đảm, nhẫn nại chịu đựng khi đối đầu với thử thách khó khăn. Thử thách giúp ích chứ không gây bất lợi cho chúng ta. Thử thách đức tin qua lời Chúa cũng thử thách đức tin của tín nhân. Ta có tin cậy lời Chúa dạy, dám sống và làm theo điều răn và luật lệ của Chúa không? Chúa dạy, nếu ai vã má bên hữu con, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Hễ điều chi mà các con muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Có ai có thể tuân theo trọn vẹn những lời dạy này? Niềm tin thường là liều lĩnh. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Abraham không thể hiểu trước tại sao Chúa lại làm như vậy, nhưng ông dám liều lĩnh tin lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại trong Hebrew đoạn 11 câu 8, bởi đức tin mà Abraham đã vâng lời và đi. Chúa muốn ông Noe đóng một con tàu vì sắp có lũ lụt. Chúng ta có đóng một con tàu ở trên đất khô chỉ vì Chúa phán như vậy không? Noe đã làm. Kinh Thánh ghi lại bởi đức tin, Noe thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Khi Chúa dạy điều gì thì tín nhân nên làm điều đó, dù có hiểu, có thích hay không thì vẫn làm, bởi vì đó là điều Chúa muốn. Chúa dạy hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Mới đọc thì không ai nghĩ mình có thể làm được, nhưng nếu ai cố gắng làm theo thì sẽ thấy phước hạnh tràn lan. Chúa không chỉ quan tâm đến việc làm cho chúng ta thoải mái, mà muốn kiểm tra và huấn luyện để phát triển đức tin của chúng ta. Vì chính điều này mang lại giá trị đời đời cho những người vâng phục. Thử thách đức tin qua trì hoãn. Nếu mọi lời cầu nguyện được đáp lại ngay lập tức, nếu mọi nhu cầu được tự động đáp ứng, nếu mọi vấn đề được giải quyết ngay, thì người ta sẽ không cần đến đức tin. Đức tin khiến tín nhân thường phải đợi chờ mọi thứ, dù bản chất của con người là ghét phải chờ đợi. Sarah, vợ của Abraham, đã không chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời, đã bắt Aga là nữ nô lệ người Ai Cập của mình đưa cho chồng làm thiếp. Abraham đến cùng Aga thì nàng thọ thai, sanh một con đặt tên là Ích-ma-ên. Ông này là tổ phụ của dân Ả Rập, là dân mà cho đến ngày nay vẫn tranh chiến cùng dân Do Thái. Sự thiếu nhẫn nại của hai vợ chồng đã đem sự sầu khổ vào cho gia đình của họ và cho cả dân tộc của họ nữa. Cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng ba chìm bảy nổi vì lòng tốt lành của Chúa
dành cho mình qua việc thử thách, để mình thích hợp với nước trời. Trong thời gian chờ đợi, Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy những gì ở trong lòng của chúng ta. Ngài sử dụng sự trì hoãn để xây dựng niềm tin của mình. Ê-sai đoạn 30 câu 18 cho biết, Đức Giê-hô-va chờ đợi để làm ơn cho các ngươi, phước cho mọi kẻ trông đợi nơi Ngài. Chỉ cần nhớ điều này trong một vấn đề khi ta chờ đợi trong đức tin, thì Chúa đang hành động. Chúa đang làm những điều đằng sau hậu trường trong lòng mình và lòng người khác mà mình không thể nhìn thấy. Kết luận, thử thách rèn luyện và giúp đức tin ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn, còn cám dỗ làm cho đức tin yếu đuối và xa cách Chúa. Nhưng làm thế nào để thử thách và cám dỗ có thể trở thành lợi ích cho cuộc đời theo Chúa? Phải coi chừng hậu quả. Miếng mồi che lưỡi câu, cám dỗ làm mắt không nhìn thấy hậu quả của tội lỗi. Uống rượu mất lý trí, bệnh hoạn, nhưng tại sao lại uống? Quảng cáo khích lệ rằng rượu vang đỏ làm cho ăn ngon hơn, vừa bổ vừa bớt bệnh và sống lâu. Bớt đâu không thấy, mà chất cồn làm cho đau gan, bại thận, ung thư. Đánh bạc hy vọng để mau giàu, giàu đâu không thấy, mà cả nhà đói khổ. Thậm chí có tín hữu mua lô tô vì lý luyện luận rằng mình phải mua vì nếu Chúa muốn cho mình tiền, Ngài có cửa để cho. David đã không phạm tội tà dâm nếu biết hậu quả bi thảm. Ông giết Uri để cướp vợ, thì con trai đầu lòng của ông và Bathsheba bị chết. Và con trai khác là Absalom đã theo đuổi và tìm cách giết ông. Nhờ cậy lời Đức Chúa Trời, điều nguy hiểm quan trọng là Satan và tay chân của nó luôn bóp méo và bẻ cong lời Thánh Kinh để cám dỗ, và nhiều người vì thiếu hiểu biết đã bị lừa gạt. Con người có thể thoát khỏi cám dỗ gian ác của Satan bằng cách nhờ cậy sự thương xót của Chúa để đối phó. Lời Chúa khích lệ và bảo đảm những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Sử dụng ý chí để đối phó. Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Sự sống của cơ đốc nhân là một vấn đề của ý chí chứ không phải của cảm xúc. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, đọc Kinh Thánh hoặc cầu nguyện vì cảm động, thì lúc không cảm động sẽ thấy khó mà thờ phượng và khó gần gũi với anh em. Trẻ con ở Đức lười học thường nói là keine Lust, nghĩa là không có hứng để học. Có hứng hay không, có thích hay không, đi học thì phải học bài, phải làm bài tập. Trẻ con hành động theo cảm xúc, thành ra nhiều lầm lạc. Người lớn cần cư xử theo ý chí và hành động vì biết đâu là điều đúng, là điều phải làm, chứ không phải để cảm xúc thích hay là không thích điều khiển. Cơ đốc nhân bị cám dỗ là vì đã để cảm xúc quyết định mọi sự. Khi dùng lời Chúa chống lại cám dỗ là lúc để Chúa điều khiển đời sống của mình. Trong Philip đoạn 2 câu 13, Phaolô ghi lại, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn lạ của Ngài dành cho chúng con. Đời sống đầy cám dỗ, go và thử thách, và các cám dỗ tấn công và lôi kéo chúng con hàng giờ hàng lúc. Nhưng chúng con tin cậy Chúa đã sử dụng những thử thách và các cám dỗ này trong cuộc sống của chúng con để khiến chúng con trưởng thành hơn và sống giống Ngài hơn, để có thể nhận được phước hạnh nhiều hơn cho cuộc đời của chúng con, cho gia đình của chúng con và cho hội thánh của Ngài.
Xin điều này trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi một chúng con. Hết lòng mong muốn. Amen, amen. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.